sau xe buổi sáng. Cô là... Tôi được anh mua về. Cô là... Tôi là Aiger, người máy thông minh mới nhất. Mã số máy là IG2017001. Làm phiền anh khởi động trình tự xác nhận. Làm thế nào khởi động? Hoàn tất khởi động. Chủ nhân, sau này anh có thể gọi tôi là 001. Cô chờ một chút. Cô mặc đồ vào trước đã. Đi đi. Chân, chủ nhân. Không không một. Tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc Aiger là gì? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Aiger là phát minh cao cấp nhất hiện nay. Phím khởi động nằm ở giữa chân mày. Bên trong là bộ máy xử lý trung tâm. Ước tính cao cấp hơn đại não con người 100 triệu lần. Có thể giúp con người giải quyết các loại vấn đề. Aiger có 3 chế độ. Chỉ cần thay đổi con chip thì có thể chọn dùng. Vậy làm sao thay đổi con chip? Chủ nhân, tôi thị phạm cho anh xem. Chủ nhân, anh muốn uống cà phê không? Cũng được. Nhanh thế cơ à? Nhưng cà phê mà tôi nói thật ra là cappuccino. Mời dùng thông thả. Chủ nhân, vô ảnh cướp, lợi hại quá. Để tôi giúp anh. Thôi, đừng, cô đừng động vào. Nói cô biết, cơ thể tôi rắn chắc lắm. Không cần cô phải chăm sóc tôi đâu. 001 sẽ chỉ cung cấp dịch vụ tận tâm cho chủ nhân, thay đổi thế giới của anh. Không cần cô thay đổi đâu. Mà tôi muốn hỏi là có trả hàng lại được không? Một khi xác nhận chân tay, 001 mãi mãi chỉ thuộc về chủ nhân. Để tôi xem lại đơn đặt hàng. Tôi thực sự muốn trả hàng, không đùa với cô đâu. Đơn hàng đâu rồi nhỉ? Chủ nhân, hay là thử dụng chế độ thân mật rồi sau đó mới quyết định trả hàng nhé. Nếu hỏi tôi kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là gì, tôi sẽ nói với người đó. Vẫn chưa sống đến hết đời mà, làm sao tôi biết kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là gì?
Phong. Chú Kiên, chào buổi sáng. Xuống đây giúp một tay đi. Chú Kiên, sao vậy, có chuyện gì? Ở bên trong đó, cậu vào đó xem đi. Bên trong, phải. Này, mày làm gì ở đây? Rồi, mày cứ ở đó, đừng có động đậy nhé. Tao đến để cứu mày. Cẩn thận chút. Yên tâm đi ạ. Chậm thôi, trơn lắm đấy. Tốt quá rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Không cần khách sáo. Chùm đeo cổ của nó đẹp quá, là chú làm mà. Không phải. Không phải chó của chú sao? Chúng tôi không có nuôi chó, không phải của chúng tôi. Không phải của mọi người sao? Phải, cậu xem vòng cổ của nó đi. Chắc chắn là có chủ, không phải là chó lang thang đâu. Này, chị mày sống ở đâu? Này. Sao mà chạy nhanh thế? Chắc chắn là đi tìm chủ nhân rồi. Xong rồi, cảm ơn A Phong. Không có gì, tôi tên Lâm Hiểu Phong. Việc gì có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Đêm nay lại có một việc lớn đang chờ tôi. Bốn chúng tôi là anh em tốt, chơi từ bé đến lớn. Người ăn mặc trịnh trọng là A Hằng. Hôm nay cậu ấy sẽ cầu hôn bạn gái. Chúng tôi là anh em, chắc chắn phải ủng hộ cậu ấy hết mình rồi. Mau đến giúp đi. Mọi người giúp chúng tôi đi. Đi xuống đi. Lấy anh nhé. Lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy đi. Tốt quá. Đã bảo anh chờ dưới lầu mà. Anh đi đâu vậy hả? Chờ thang máy mà. Vậy thì xuống sớm một chút đi. Anh bị kẹt trong thang máy mà. Anh không thể tìm một thang máy bình thường để đi sao? Chỉ có một cái thang máy thôi. Còn trả treo. Tên béo này tên là Châu Dân. Nhìn cậu ta xem, béo như lợn. Thì ra là họ bên kia. Mình mau qua đó đi. Anh làm bẩn giày của em rồi. Giờ phải làm sao đây? Bạn gái của cậu ấy là Chili, đai đen karate. Để anh giúp em lau sạch ngay. Đứng dậy đi. Đừng nổi nóng mà, chỉ bẩn một chút thôi. Đứng dậy đi. Chị nên tên béo này trở thành cái bao cát. Mỗi ngày đều ăn đấm. Cút đi. Em nghe anh nói đi. Chia tay đi. Em đừng đi mà. Nghe anh giải thích đi. Em đừng rời xa anh, đừng chia tay với anh. Ngày mai người ta còn phải đi chụp hình cho trang bìa. Này Johnny, bạn gái mới của cậu được đó. Đây là Rebecca. Cậu này là Andrew, đây là Andy. Mấy người này thì anh không quen lắm. Đây là Johnny, có thể xưng là Joe của thời đại mới. Bạn gái cậu ấy là Rebecca. Nghe nói là người mẫu. Em quen David. Em là Rebecca. Anh có còn nhớ em không? Tôi không biết cô, xin lỗi. Hay là chúng ta... Anh ta là ông chủ lớn của công ty người mẫu quốc tế. Anh đừng có làm phiền em. Chúng ta... Mình qua đó chào họ một tiếng đi. Bạn trai cô à? Không, không phải. Không phải bạn trai tôi. Là chị sĩ của tôi. Rebecca, em nói gì vậy? Anh nghe không hiểu hả? Anh ta không phải bạn trai của tôi. Nghe rõ chưa? Còn về Janice, bạn gái của tôi, tôi nghĩ bây giờ không tiện nói. Vì hình như là tâm trạng cô ấy không được tốt cho lắm. Đến rồi à? Mau đi thôi. A Hằng đang chờ mình đấy, nhanh lên. Sao vậy? A Hằng trả tiền cho anh chưa? Người ta chỉ mới mượn, làm sao mà trả chứ? Anh ta có tiền mua nhẫn, có tiền mở tiệc, chứ không có tiền trả cho anh sao? Không phải, cô ấy trả cho anh theo kỳ. Bạn có chuyện đương nhiên là phải giúp rồi. Bạn, ai cũng là bạn của anh à? Vậy còn em? Bạn gái anh cũng biết sao? Đương nhiên là anh biết rồi. Vậy anh có biết em thích gì không? Thì anh nè. Đúng không? Đừng chận nữa mà, lại đây.
Iger, nữ người máy hoàn thiện chức năng của người. Bạn muốn có một người thật không yêu bạn, hay là một người máy yêu bạn? Iger, được thôi. Nhận biết hệ thống thông minh. Hãy suy nghĩ yêu cầu của bạn đối với người máy. Xin đặt ngón trỏ lên chính giữa miếng pad cho đến khi có thông báo việc đọc dữ liệu đã thành công. Cảm ơn. Hoàn thành đọc dữ liệu, mua bán thành công. Xong rồi. Là thế này, nó ăn nhiều quá nên thấy khó chịu thôi. Không có vấn đề gì đâu. May là không phải vấn đề tình cảm. Nếu như cô không yên tâm thì có thể để ở chỗ tôi quan sát vài ngày, được không? Cũng được, không thành vấn đề. Vậy chúng ta liên lạc bằng điện thoại nhé. Được, cảm ơn bác sĩ, không cần khách sáo. Tạm biệt, bye bye. Tặng anh một nụ hôn. Nhìn gì mà nhìn, mau vào trong đi. Mục tiêu mới hả? Nhanh vậy, đối khẩu chị rồi sao? Ăn cơm thôi, nhanh lên, đói bụng quá rồi. Không tệ. Được rồi, ăn cơm thôi. Cậu uống gì? Sao cũng được. Cái này, mì xào thịt. Cậu là chuyên gia dinh dưỡng à? Phải, chúng ta ăn cơm hộp có phải là bổ dưỡng quá rồi không? Theo dinh dưỡng học mà nói, một người khi đang buồn thì sẽ tiêu quá nhiều calorie hơn. Dù có ăn nhiều hơn thì cũng không thể nào hấp thụ hết. Cho nên chi bằng cậu ăn chút đồ phản axit béo, có khi là tốt hơn. Cậu điên à, không chưa thì cắt tóc, cắt đi phiền não, đúng không? Đối với bản thân tôi thì đã không còn gì để cắt nữa rồi, xem đi. Nếu nói nên cắt thì cậu ấy cắt mới đúng. Cũng được, giảm 30%. Cậu đầu là được, không cần cắt đâu. Được, không cắt tóc, vậy thì thử cái này đi. Vì suy nghĩ cho anh em, tôi đã hẹn em này. Tối nay đi gặp không? Được đó. Tim tôi vẫn còn đang rỉ máu, hai cậu đi đi. Em này 33D đó, vậy mà còn không được sao? Cậu có biết vấn đề ở đâu không? Ở đâu? Vì chỉ có một em, còn nữa không? Cũng đúng, chờ đấy. Này, em có thể hẹn thêm hai người bạn đến chơi cùng không? 33A đến 33C đều được. Được rồi, cỡ nào cũng được. Xem đã rồi hẳn nói. Biết điều thì đi đi nha. Nếu lát nữa mà mày không đi, tao quay lại sẽ chậm chết mày. Mau đi đi. Sách hướng dẫn. Phải giữ ấm trong 8 tiếng đồng hồ. Đây là cái gì vậy chứ? Được đó. Được chứ hả? Cậu xem đi. Xem cái này đi. Cậu mua đến nghiện rồi sao? Nếu không thì làm sao? Cô không được gái thì đành phải mua cái này cho đỡ nghiện thôi. Cái này mua 2 tặng 1 kìa. Tôi muốn cái này. Cái này không phải tặng cậu đâu. 33A này mua về là để tặng cho Hiểu Phong. Cậu ấy sẽ thích cho xem. Mấy cái này thường thôi. Bây giờ ra loại còn thật hơn cả người nữa kìa. Có điều chẳng nên suy nghĩ kỹ. Còn thật hơn người thật sao? Cậu dùng rồi à? Này, cậu nói cho rõ đi. Mô hình.
Đây chính là mô hình mà cậu nói là thật hơn cả người thật. Dùng thế nào vậy? Tự nghiên cứu từ từ đi. Được. Có nghe thấy không? Chủ nhân, con muốn tiếp tục chế độ thân mật không? Bây giờ tôi đang có bạn ở đây, không tiện lắm, lát nữa nói sau đi. Biết rồi chủ nhân. Đây là mô hình sao? Tôi biết cậu muốn làm gì, được xem không được sờ. Nói cậu biết, Aiko này rất lạ. Cô ấy chỉ nhận biết được một chủ nhân. Chưa vậy sao? Đúng vậy. Không biết là có thể mua ở đâu được nhỉ? Lên mạng, cậu đang mua kìa. Ai đang mua? Làm gì có lý đó, tên nhóc này không đợi ông. Sao rồi, mua được chưa? Không chào được. Không chào được. Một tên đàn ông mà nói là không chào được, khó chào lắm. Không chào được kìa, cái này làm sao chào được vậy? Cậu xin tôi đi. Xin cậu đó, làm ơn làm phước giúp đi. 001, có thể giúp họ được không? Biết rồi chủ nhân. Tốt quá rồi, có cô ấy giúp, có phải là sẽ được giảm giá không? Nào. Này, chào được rồi này. Vậy sao? Phải, chào rồi. Đừng có làm bậy chứ. Có nhìn thấy người ta nói gì không? Suy nghĩ kỹ yêu cầu và cô gái mà cậu muốn rồi mới nhấn mua. Để tao trước. Xong xuôi. Quá đáng thật. Tới cậu rồi kìa. Thế nào rồi? Xong rồi. Xong rồi à? Lau sạch đi. Gì vậy chứ? Chủ nhân, em là IG 2017002. Làm phiền anh khởi động trình tự xác nhận của em. Khởi động thế nào? Chủ nhân, trình tự đã hoàn thành. Em đã là của anh rồi. Chơi thế nào đây? Chủ nhân, chào anh. Chào em. Cô đến giao hàng à? Em là IG 2017003. Công ty các cô có phải là nhầm lẫn thông tin rồi không? Tạo hình của em tuyệt đối là làm theo nhu cầu của anh, nên sẽ không sai sót đâu. Nhưng mà cô người máy bạn tôi đặt là hình chữ S mà, không phải là hình chữ nhật.
Chủ nhân, làm phiền anh giúp em khởi động trình tự xác nhận. Đừng có đến đây, tôi đánh đau lắm đó. Nhấn đi. Phim được ký thuyết minh tại tv2.org. Trình tự xác nhận đã hoàn thành. Bây giờ em có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh. Vậy tôi muốn trả lại hàng, ngoại trừ trả hàng. Có nhầm lẫn không vậy? Số điện thoại hỗ trợ khách hàng là bao nhiêu? Chủ nhân, hay là chúng ta thử chế độ thân mật đi. Chủ nhân, lúc nãy anh định gọi điện thoại cho ai vậy? Dịch vụ cho thuê người giúp gì? Háo sắc này. Chủ nhân, có muốn tiếp tục chế độ thân mật không? Cái gì? Tạm thời chưa cần. Cô đi sạc pin đi. Biết rồi. Chào hỏi đi em. Xin chào, em là 003. Chào, em là 002. Ai cơ mấy em, có phải là chuyện gì cũng có thể làm được không? Về mặt lý thuyết, không có gì là ai cơ không làm được cả. Lợi hại vậy sao? Vậy các em xin con thử xem. Muốn xem thật đó, không được đâu chủ nhân. Không được kìa. Nhưng trên thực tế, không phải cái gì ai cơ cũng có thể làm được. Cái gì cũng để cô nói được cả, thật là. Vì ai cơ có 3 loại không giống nhau. 003 thuộc loại sức mạnh. Vì vậy sức mạnh của cô ấy là lớn nhất. Có muốn thị phạm thử không? Thôi không cần đâu. 002 thuộc loại niệm lực. Sóng điện của cô ấy là mạnh nhất, có thể làm nhiều bất cứ sự vật gì. Vậy còn cô? 001 thuộc loại thông minh, có thể tính toán chính xác bất cứ sự vật gì. Khả năng tính toán mạnh nhất. Nói các cậu biết, tính toán không chính xác không nhất thiết là chính xác. Đồng ý, đúng không? Chủ nhân, tôi thị phạm cho anh xem. Được thôi. Số 6 Paxi quay lại thất bại. Số 28 Malaga đơn độc tiến thẳng vượt qua được hàng thủ môn. 7 phút đầu mở màn, Malaga dẫn trước Paxi với tỷ số 1-0. Tôi đã bảo là Iker cái gì cũng dám nói mà. Tôi đã nói là không chính xác rồi. Số 28 Malaga đơn độc tiến thẳng vượt qua được hàng thủ môn, vào lưới. Bóng vào rồi. Có mua không vậy? Cậu đừng kích động. Không phải anh vào thì là tôi vào. Thi đấu là vậy mà. Xác suất thôi mà, hiểu chưa? Chủ nhân, không phải xác suất. Cuối cùng Malaga sẽ thắng Brazil với tỷ số 1-0. Cái này mắc cười quá. Nghe cô nói luôn. Nếu đội đó thắng thì tôi sẽ cắt. Trải qua 90 phút thi đấu, tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về đội Malaga. Lúc nãy cậu nói sẽ cắt mà. Có con dao không phục vụ. Cắt cái gì? Cậu nói xem cắt cái gì. Hướng 10 giờ phía trước có lon nước, chủ nhân cẩn thận. Phía trước có chuồng nước, chủ nhân cẩn thận. Phía trước ống nước bị dở, ống nước dở chứ gì, tôi có mắt, tôi nhìn thấy. Em không muốn nghe anh nói, anh phiền quá. Em nghe anh nói đi, đều là tại anh không nên. 001 qua đây. Cô nhìn thấy không, bên kia có đôi tình nhân đang cãi nhau. Vậy tôi cái với cô thích phân tích lắm mà. Tôi nói họ sẽ không chia tay. Phân tích xem kết quả thế nào. Tôi và anh giống là người của hai thế giới khác nhau. Chia tay đi. Cô làm gì vậy? Tôi phân tích xong rồi. Tôi và anh giống là người của hai thế giới khác nhau. Chia tay đi. Cô
Có phải cái gì cô cũng đều phân tích không? Là anh bảo tôi phân tích mà. Tôi... ý tôi là không phải cái gì trên thế giới này cũng đều phân tích được. Ví dụ như tình cảm của con người, ví dụ giống như tôi. Cô phân tích tôi đi, phân tích tôi đi, phân tích tôi đi. Cô phân tích không được chứ gì? Bởi vì đến bản thân tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Chủ nhân, lại sao nữa? Quá nóng. Thật ngại quá, tôi không chú ý. Bỏ đi. Cô bị sao vậy? Chủ nhân, không sao chứ? Không không một. Này, đi theo tôi. Nếu không phải tôi đến kịp lúc thì nó đã bị cậu làm hỏng rồi. Cậu có biết không, người máy sợ nhất là lực từ. Nếu bị từ lực đầm nhiễu, máy móc sẽ chết. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này là chợt xóa bỏ lực từ do chính tôi phát minh, còn lợi hại hơn cả NASA nữa. Cậu xem, bắt đầu có tác dụng rồi. Ông là... tôi là tiến sĩ thông minh. Có phải là ông đã tạo ra họ không? Tôi sẽ không phát minh những thứ tầm thường đâu. Ai cơ? Là cho tôi phát minh. Đêm đó có phải máy tính của tôi đã bị ông hack không? Bây giờ tôi đang giúp cậu đó. Đám người trẻ các cậu khi thất tình thì vừa đòi sống vừa đòi chết, sản sinh ra nhiều năng lượng tiêu cực như vậy, tích tụ thành từng khí lớn. Tôi phát minh Iker chính là để thế giới có nhiều năng lượng lạc quan, thay đổi thế giới. Nhưng mà đáng tiếc là cô ấy không có tình cảm của con người. Nghiên cứu cũng cần có thời gian mà. Cậu đợi đến Iker đời 2 đi. Đời 2? Ông vẫn muốn nghiên cứu à? Chắc chắn rồi. Đừng có động vào lung tung. Vẫn chưa nghiên cứu xong đâu. Cẩn thận nó cắn cậu đó. Xin lỗi. Biết cắn sao? Sao mày lại ở đây? Nó là cộng sự của tôi. Lần trước nó theo dõi cậu, nhưng sau đó đã đi lạc. Vậy sao? Mày là cộng sự của ông ấy à? Mau mau qua đây. Mau mau. Cảm ơn. Chủ nhân, anh không sao chứ? Tôi không sao. Tôi lo là cô có chuyện đó. Tôi không sao. Đừng tìm nữa. Máy sạc pin của cô tôi chọn vào rồi. Cô vừa mới được sửa xong. Có vấn đề gì tôi sẽ được biết đầu tiên. Biết rồi chủ nhân.
001. Cô đừng nhìn tôi chầm chầm, tôi ngượng lắm. Ngượng là gì? Là người thì sẽ hiểu. Cô không phải người nên sẽ không hiểu. Vì sao con người lại ngượng? Khi nào thì ngượng? Tôi có cần phải ngượng không? Có cần phải cùng ngượng với anh không? Tôi muốn hiểu nhiều hơn để có thể sống chung với chủ nhân. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sự khác biệt giữa con người và người máy là con người thì có cảm xúc. Cảm xúc đến từ tình cảm, cảm giác và giác quan của chúng tôi. Đây là cái gì? Nhựa cây, tinh bột, betin, baso 4, một khối cellulose có mật độ cực cao. Tôi nói lại lần nữa, đừng phân tích. Thật ra đây là tờ giấy trắng. Nếu trên tờ giấy này không có viết bất cứ thứ gì, thì nó cũng giống như cô, là trống không. Theo tôi. Giác quan. Đôi mắt chính là cầu nối để con người cảm nhận thế giới. Dùng đôi mắt để nhìn. Nhìn xem thế giới này tốt đẹp biết bao. Chứ người bình thường bọn anh mà nói sẽ không liên tục phóng điện. Em thật sự không khống chế được mình. Dừng, dừng, dừng. Dừng đi, dừng. Dừng, dừng đi. Cảm giác đắng ngọt chua cay. Mùi vị khác nhau. Mất đi cảm giác, con người sẽ mất đi nhiều niềm vui. Ngọt là cảm giác ngọt. Ngọt. Đúng rồi, chị này là chị chua. Chua là biểu hiện như thế nào? Anh thị phạm cho em xem. Đại khái là vậy. Ăn nào. Chủ nhân, sao anh lại đổ mồ hôi vậy? Cái này gọi là cay. Sau này em ăn cay thì phải giống như anh. Tình cảm, hỉ nộ ai lạc, biểu đạt tình cảm của con người. Chua thì sẽ cười, đau lòng thì sẽ khóc, nổi giận sẽ phát tiết. Khi cô hiểu rõ điểm này thì sẽ biết dù có phân tích giỏi thế nào cũng không thể bằng tình cảm thật sự. Mỉm cười. Chua cười. Thử chua hơn nữa xem. Tâm trạng của em bây giờ chua giống như là cảm giác lần trước ăn kẹo vậy. Cho nên đây gọi là ghen. Nhào chết em luôn. Tại sao anh nhào mặt em mà em chẳng chỉ biết cười thế? Sao trùng hợp vậy? Có một anh đẹp trai rất thích em, là một tên nhà giàu. Hắn cực nhã em. Đừng mà. Hắn sờ vai em. Có người cực nhã em. Được à? Sao lại được chứ? Có người cực nhã em, sờ mông em phải nói không được chứ. Nhưng khi anh sờ mông em, anh bảo em nói được. Sao trùng hợp vậy? Đúng vậy, trùng hợp nhỉ? Bây giờ tôi sẽ cho cô cảm nhận âm nhạc mà con người nghe. Mỗi lần nghe nhạc lãng mạn, anh đều rất muốn làm việc đó. Chủ nhân, em có thể làm gì anh bất cứ lúc nào. Right. Hold me tight.
001, đây là gì? Giấy trắng. Tốt lắm, có điều trang giấy trắng cô trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cô. Chúc mừng cô, cảm ơn chủ nhân. Đây là nơi nào vậy? Hôm nay sẽ bù cho cô một tiết học, bài dạy cách làm người nâng cao. Ở đây. Phải, tại sao lại phạt đứng ở đây? Chủ nhiệm đã phạt tôi ở đây, lịch sử lâu đời. Tôi cho cô xem thứ này. Được, đây chính là tôi. Xem đi. Cái này. Lợn. Chính là tôi. Tôi tên là Trư Tóc Dài. Lúc còn bé tôi để tóc dài. Một chú lợn tóc vừa dài vừa nhếch nhác. Đúng đấy. Không phải anh tên Lâm Hiểu Phong sao? Lâm Hiểu Phong là tên thật của tôi. Còn đây là biệt hiệu của tôi, là bí danh. Trư Tóc Dài nhếch nhác. Hay là tôi cũng đặt cho cô một biệt hiệu nhé. 001. Trư 00. Trư 00. Trư 00, đúng. Trư Tóc Dài. Nghe rất hay. Nhưng mà mọi thứ ở nơi này sẽ sớm biến mất thôi. Hình như là bị người khác thu mua rồi. Tất cả đều sẽ trở thành kỷ niệm của tôi. Mặt này IQ chúng tôi chắc chắn có ưu thế hơn con người. Bởi vì chúng tôi có bộ nhớ trong 1000 TB. Trí nhớ có thể xóa, nhưng kỷ niệm thì không thể xóa bỏ. Bởi vì kỷ niệm là thứ quý giá nhất của chúng tôi. Xa như vậy mà cũng gọi tôi đến. Nơi này thịnh vượng lắm sao? Nơi này có rất nhiều khách sạn, rất thịnh vượng. Xây khu nghỉ mát ở đây là thích hợp nhất. Khu nghỉ mát ở đây to quá. Em muốn xây một cái hồ bơi ở đây. Nước là tài mà. Tài cái đầu cô. Đại sư đã nói là tôi kỵ nước rồi mà. Vậy chúng ta xây vườn qua đi. Vườn qua rất tốt. Em cũng rất thích qua nữa. Cô thích qua. Vậy cô biết tôi thích gì không? Thì em. Chết tiệt. Cô chống tôi. Chỉ thích tiền thôi. Lãi nhãi mãi. Này có khát nước không? Có chút ạ. Người đàn bà này lãi nhãi cả ngày. Phiền chết được. Đi mua nước về đây. Sao vậy? Không nhặt à? Cô muốn tôi nhặt sao? Không phải, em nhặt. Người đàn bà này phải chạy chỗ lại. Ở đây chờ tôi. Tôi biết. Không cần anh lo. Trùng hợp vậy. Này, cậu là ai vậy? Tôi chạy bạn gái tôi liên quan gì đến cậu? Là đàn ông thì nên có phong độ một chút. Phong độ? Tôi chạy bạn gái tôi cũng cần phải phong độ sao? Đừng nhiều chuyện. Lúc nãy nó đến đâu rồi? Hay là tôi đưa ông đến bãi đất phía sau xem nhé. Được, chúng ta đi. Bye bye. 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 Cậu béo. Có nhìn trộm phụ nữ tắm bao giờ chưa? Đương nhiên là không có rồi. Nói dối. Nào nào nhanh. Giữ cậu lại, đừng. Nào nào, đừng mà. Chẹp mắt cậu ấy ra. Anh, có cắt mắt hai mí bao giờ chưa? Có không? Không có, có cắt bao quy đầu thôi. Có không? Giữ cậu lại. Đừng mà, có tương ớt này. Đổ cho mũi anh ấy đi. Cứu mạng.
Làm đi, nào nhanh lên. Anh hư quá. Tiếp tục đi. Đến phiên cậu rồi, được thôi. Hỏi đi, kể từ khi cô ấy đến, hai người đã thân mật bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần, nói đi. Nói đi. Không có. Nói dối, cậu nói dối. Tôi không có nói dối. Có nói dối không? Tôi không có nói dối. Không phải chứ. Qua rồi. Cái gì mà qua rồi? Làm gì có chuyện bỏ qua cho cậu dễ như vậy. Lần cuối cùng làm chuyện đó có phải là với Janice không? Có phải Janice không? Phải không? Hai cậu đừng có hỏi câu hỏi như vậy được không? Nói nhanh lên. Tôi đã trả lời các cậu rồi. Không phải cô ấy thì còn ai? Rốt cuộc có phải là... Giờ tôi phải đi vệ sinh đây. Này này, không thể nào, chúng tôi đã... Hỏi cô ấy đi. Được, hỏi cô ấy đi. Vì sao thế? Tôi biết rồi. Có phải là cô đã quên mang theo con chip thân mật rồi không? Tôi cho cô mượn nhé. Làm gì vậy? Không có. Tôi chỉ muốn để anh nghỉ ngơi. Tối nay dọn ra bên ngoài sạc. Có phải lúc nãy rất ngượng ngùng nên cô giận rồi không? Không phải. Tôi còn không biết ngượng ngùng là gì. Làm sao mà giận chứ? Không biết ngượng ngùng, làm sao mà giận? Lúc nãy Janice mà họ nói có phải là cô gái lần trước mà chúng ta gặp, là bạn gái trước đây của tôi. Đã chia tay rồi, không còn quan hệ gì với cô ấy nữa. Tôi chỉ là vừa nghĩ đến trước đây đã yêu đương nhiều lần. Mới bắt đầu đều rất vui vẻ, nhưng đều không có kết quả. Tôi đã hỏi chính mình, rốt cuộc là đối phương có vấn đề hay là mình có vấn đề đây? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tôi thấy anh không có vấn đề. Chạy máy sạc pin cứ để ở đây đi. Rất tốt mà. Được không? Ừ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô nhìn con tiện nhân đó đi. Cứ bám lấy Johnny của tôi không buông. Cô còn ghen sao? Cô đã cua được ông chủ của công ty người mẫu đó rồi mà. Không cần lo nữa. Đừng có nhắc được không? Tên đàn ông đó cứ luôn nói sẽ chịu chuộng tôi. Kết quả thì sao chứ? Ngay đến cái bóng cũng không thấy. Tên bạn trai mới quen của tôi cũng vậy. Cũng đâu điện thoại chơi trò mất tích. Nếu mà là tên bạn trai béo trước kia dám nhận cuộc gọi của tôi trễ nửa giây, ngài gãy chân với tôi ngay. Đừng nhắc những chuyện này nữa được không? Đúng rồi. Cuối năm cô và giám đốc già kết hôn, mời hai chúng tôi làm phù dâu đi. Đến lúc đó tôi sẽ trang điểm cho thật đẹp, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn. Tôi và ông ta chia tay rồi. Cô ngốc sao? Ông ta chào như vậy mà cô cũng bỏ được. Giám đốc già chào như vậy mà cô còn không vừa ý. Vậy sau này chưa chắc cô sẽ tìm được người tốt hơn đâu. Người tốt nhất chưa chắc ở tương lai, có thể là ở quá khứ. Đúng không? Hai người cũng đã gặp không ít đàn ông rồi. Hiểu tôi nói gì không? Lúc tôi đá Johnny ra tay ác lắm. Bây giờ anh ấy đã ở cùng với con tiểu tiện nhân đó rồi. Tôi cũng vậy. Thật ra vẫn là tên béo đó tốt với tôi nhất. Là phụ nữ không lấy lại được đồ của mình thì không phải là phụ nữ. Chào Johnny. Chào. Con mắt cũng không tệ đấy. Béo à, không cần sợ như thế. Thuê cả vệ sĩ riêng cơ à? Trư Trư, cô ta là ai thế? Là tiện nhân. Chào. Chào. Lần trước anh giúp em vẫn chưa cảm ơn anh. Tối nay em mời anh. Giúp đỡ bạn bè thôi mà, không cần cảm ơn đâu. Anh vẫn không thay đổi. Chào. Đêm nay rất náo nhiệt, hay là chúng ta cùng nhau chơi đi? Không cần đâu, bọn anh sắp đi rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi gì mà đi? Chơi cái gì? Nói. Thua thì phải uống hết bao nhiêu đầy rượu, có được không? Được. Chuẩn bị. Một,
2 3 Mễ Chi Liên, cố lên. Mễ Chi Liên, cố lên. Hay là cô dùng hai tay đi. Cố lên. Hay là cả người cô lên luôn đi. Được thôi. Cố lên. Mễ Chi Liên, cố lên. Sao vậy? Bị trật ngón tay rồi. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta về ăn mì thì sẽ không sao nữa. Về nhà em nấu mì cho anh ăn. Được, chúng ta đi ăn đêm đây. Bye bye. Bye bye. Hai người này chán thật. Đừng đi mà chờ chúng tôi chết. Chúng tôi đang chọi lắm. Tiếp theo là nhảy. Người nào trong vòng một phút thu hút được nhiều ánh mắt của các anh đẹp trai nhất thì người đó thắng. Âm nhạc. Quay lại hết đi. Này, các người làm gì vậy? Này, này, này. Này. Tôi chịu hết nổi rồi. Lần cuối cùng. Cô vẫn chưa chơi với tôi. Chơi xuất sắc. Thua thì phải cởi đồ. Lên sân khấu nhảy. Được chứ? Được. Tránh chỗ. Cảm ơn. Yên tâm. Tôi sẽ không sao. Tôi trước. Tôi sẽ không nói dối. 10 nút 1. 10 nút 1. Cô có biết 10 nút 1 là gì không? Thì là 5 nút 1 cộng 5 nút 1. Sao vậy? Không sao chứ. Có 500. Đương nhiên là có 500 rồi. Này, cô chơi ăn gian à? Cô chơi. Sao em lại có thể như vậy? Em làm vậy anh còn không hiểu sao? Có thể cho em một cơ hội nữa không? Anh nói cho em thế này vậy. Anh có bạn gái rồi. Anh tự tình như vậy thật sao? Nghe nói có người cởi đồ nhảy đó. Cô ấy sẽ cởi đồ kìa, qua đây xem đi. Cởi đồ đấy. Cởi đồ. Cởi đồ. Cởi đồ. Cô bị sao vậy? Không có gì. Tôi cứ nghĩ là cô đã bị cục 500 đó làm hỏng gì rồi chứ. Đâu có, anh xem tôi đi. Không sao, rất bình thường. Lúc nãy không phải tôi nói cô là bạn gái của tôi sao? Lúc nãy, đúng vậy, lúc nãy anh nghĩ sao vậy? Tôi... Vậy lúc anh mua Aiger, anh đã nghĩ gì? Thật sự tôi không có nghĩ nhiều. Hôm đó sau khi say rượu, máy tính bảo tôi xác nhận vân tay. Cái đó hai ngày sau cô xuất hiện. Thật ra là rất khó.
Gì cơ? Khó cái gì? Bởi vì theo tư liệu thống kê, xác suất người và người gặp nhau là 1/10 triệu. Nếu hai người trở thành bạn thì là 1/200 triệu. Nếu hai người yêu nhau thì là 1/500 triệu. Nói tóm lại là tình cảm của con người là không thể tính toán được. Đi theo tôi làm gì? Đừng đi mà, nghe anh giải thích đi. Này, cô có còn nhớ họ không? Có gì hay để giải thích chứ. Anh đừng có đến phiền tôi nữa được không? Tôi đã nói hai chúng ta là người của hai thế giới khác nhau rồi. Đã chia tay rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Tôi đã nói rồi mà, tình cảm đúng là rất khó tính toán. Chờ đã, sạc pin chưa? Rồi, đầy pin. Không biết bà Tám đó ăn cái gì mà to khỏe như trâu vậy. Lần sau còn gặp lại nhất định sẽ lấy dao chém nó. Tiện nhân chết tiệt kia cũng biến thái lắm. Cũng không biết là nó đã cho bọn đàn ông đó uống thuốc mê hồn gì. Các cô có cảm thấy họ có chút kỳ lạ không? Cái gì kỳ lạ, cô nói rõ chút xem. Chân ạ, vừa mới mua đồ xong, bây giờ đang về nhà. Em tự đi mua à? Mua gì vậy? Không nói anh biết, sau này anh sẽ biết thôi. Được, bye bye. Được rồi, bye bye. Chào. Lần này tôi đến là để xin lỗi cô. Vì tôi cảm thấy lần trước thật sự tôi đã rất quá đáng. Xin lỗi, tôi không sao cả. Hơn nữa lần trước tôi cũng có chỗ không đúng. A Phong đúng là có con mắt. Cô là cô gái tốt. Tôi có món đồ cho cô. Sợi dây chuyền này là món quà đầu tiên A Phong tặng cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô đeo thì sẽ hợp hơn. Tôi giúp cô đeo. Không cần đâu, thật sự không cần đâu. Không cần khách sáo. Thế nào, có đẹp không? Thật ngại quá, tôi thấy không khỏe. Tôi đi trước đây, cô không sao chứ? Mau mau, mày mà còn không ra thì không còn gì ăn nữa đâu. Mau mau, mau mau, ăn cơm thôi. Tiến sĩ, 001, tôi bị lực từ làm nhiễu. Sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Mày tự đi chơi đi, tao không có rảnh. Đi đi, tự đi chơi đi. Đừng, đừng, đừng động đậy. Mau mau, đừng động đậy. Lại thất bại rồi. Mau mau, phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát. Nghe lời của bố nào. Bố phải đi làm việc rồi. Cái này chuẩn bị làm gì? Các cô là ai? Các cô muốn làm gì? Nơi này là khu vực cá nhân. Hơn nữa tôi có rất nhiều bí mật không thể để cho các cô biết.
Chúng tôi chỉ là đi ngang đường, đến đây tham quan một chút. Nói, rốt cuộc là có bí mật gì? Nói đi. Nói cái gì? Nói đi. Cô muốn tôi nói cái gì? IQ 2.0 là một phát minh thất bại. Tuyệt đối đừng đeo vào. Cô không khống chế được đâu. Nó chỉ mang lại cho cô đau đớn vô hạn thôi. Cái này là cô tự làm mà. Cô ấy đã đang nói rất lâu. Ngọt ngào quá. Ngọt ngào quá. Tối nay về tôi cũng sẽ đăng cho Johnny. Còn có tấm thiệp nữa này. Đâu xem. Anh tặng ngày sinh nhật của mình cho em làm ngày sinh nhật. Cho nên chúng ta cùng nhau đón sinh nhật nhé. Lãng mạn quá. Mau đưa tôi. Đưa tôi. Ngọt ngào quá đi. Cô ấy đón sinh nhật, chúng ta không phải tặng quà cho cô ấy. Đúng vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô mà. Vậy cô muốn quà sinh nhật như thế nào? Cô muốn quà gì? Chúng ta sẽ mua quà sinh nhật cho cô. Mau đi bày trí đi, họ sắp về rồi. Tôi cũng muốn cùng đón sinh nhật. Tôi cũng muốn có sinh nhật. Tôi cũng muốn. Cậu nói cậu mua quà cũng không cần phải chạy đến nơi xa như vậy chứ. Ở đây có gì để mua chứ? Đúng đó, có bảo bối gì chứ? Tiến sĩ, đây là tổng bộ của IQ. Cậu, làm sao cậu biết vậy? Cậu đừng quan tâm. Ở đây thì có thể mua được quà gì chứ anh bạn? Ở đây, chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị cái gì? Là sợi dây chuyền bảo bối này sao? Lấy đại chiến đá chỏm nào đó làm dây chuyền. Gì mà chiến đá chỏm chứ? Dùng để khử lực từ đó. Khử từ gì chứ? Họ là người máy, gặp phải 500 thì sẽ mất đi kiểm soát. Vậy sao cậu chỉ đặt có một sợi chứ? Đúng vậy đại ca, bọn này cũng cần mà. Phải đó, nhìn ở đây đi. Xem như chẳng đáng là anh em. Vậy đúng rồi. Đeo vào thử đi. Mau mau. Tiến sĩ đâu? Tiến sĩ đâu rồi? Mau mau. Được rồi. Tiến sĩ. Tiến sĩ. Chị giúp cô bày trí mà chúng tôi mệt quá đi. Đúng đó, mệt quá. Tôi phải sạc pin. Tôi cũng phải sạc pin. Chạy hai người đi sạc đi, ở phía sau đó. Nhưng có lẽ không phải là kích thước của hai người đâu. Mắc cười quá đi. Tiểu Phong nói tối nay không mở tiệc ở đây nữa, mà đến chỗ tiến sĩ. Lãng phí pin của chúng ta. Có thể anh ấy muốn cho cô một sự bất ngờ. Tỉ mỉ quá. Đúng rồi, là sinh nhật của tôi. Sinh nhật thích quá. Tối quá. Ở đây thì có bất ngờ gì chứ? Vào trong thì sẽ biết mà. Được. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật.
Trư không không, chúc mừng sinh nhật. Hiểu Phong ở đâu? Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Hiểu Phong, không không một, em không sao chứ? Mễ Chi Linh, em đừng có đến đây. Linh Nhi, đi đi. Tất cả các em đừng qua đây. Ở đây có sóng từ trường. Các cô định đi thật sao? Nhưng mà chẳng phải ăn bánh kem chứ? Ngọt lắm. Cảm ơn. Ngọt không? Mẹ Chi Ly, mau 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 đi giúp họ đi, mau lên. Báo động. Họ sợ nước đó. 001, có nghe thấy không? Họ sợ nước đó. Mau mau, trong miệng nó ngậm cái gì vậy? Là sợi dây chuyền. Mau mau. Thoát được rồi. Phải làm sao đây? Tìm ống nước ở đằng kia. Tìm ống nước. Thank you.
nào, bị khóa rồi. Không phải chứ. Này, ở phía trên. Mễ Di Liên, cố chịu đựng nhé. Linh Nhi, cố chịu nhé. Này, bên kia kìa, nhanh lên. Ai cơ các cô thật sự rất nực cười. Nghĩ rằng học cách làm người, đổi cái tên cho mình ngày sinh nhật thì có thể biến thành người sao? Các cô có cảm giác đau không? Cô biết đau là gì không? Iger chỉ là thứ khoa học dư thừa của thế giới trò chơi. Chúng không nên tồn tại. Mẹ Chi Liên, mẹ Chi Liên, Trừ Trừ, có phải em nóng lắm không? Chỉ là sốt thôi. Em ôm chặt anh là sẽ không sao. Chủ nhân, hình như em hơi mệt. Dựa vào anh này, bình thường chúng ta cũng như vậy mà. Anh ôm em, mình cùng nhau ngủ. Anh đưa em về nhà. Về nhà sạc đầy pin thì sẽ không sao nữa. Sinh nhật vui vẻ. Em cũng sinh nhật vui vẻ.
through the night. Just come and hold me tight. Let's stay together tonight. All night with you. It's true. Dream when I'm with you, just love me tonight. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Aigo sẽ khiến cho mọi người được vui vẻ. Tôi chưa bao giờ ngờ họ sẽ khiến cho các cậu đau khổ nhiều như vậy. Tôi quyết định xóa đi đoạn ký ức này trong đầu các cậu. Tôi đã chịu đòn giỏi lắm rồi. Sao Chili vẫn không thích tôi vậy? Đúng đó, Rebecca cũng vậy. Tôi có tốt cho cô ấy như thế nào, cô ấy cũng thấy không đủ. Tôi cũng nghĩ thế. Muốn có bạn gái mới. Thứ người gì không biết. Tôi cũng muốn có bạn gái. Đó là Chili của tôi. Tôi muốn tìm cô ấy. Alo. Alo, là Hiểu Phong mà. Phải. Các cậu đã đến hết rồi à? Chỉ chờ cậu thôi. Vợ tôi về rồi, chúng tôi quà rồi. Được được được, tôi biết rồi. Vậy nhé. Được rồi, bye bye. A Hằng cho chúng ta leo cây rồi. Nó làm quà với vợ rồi. Vậy mà cũng được sao? Vậy chúng ta nên chúc mừng hay không chúc mừng họ đây? Chúc mừng chứ. Vậy chúc mừng thôi. Nào, làm một ngụm đi. Sợ cậu sao? Này, hai cậu làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Tôi không biết vì sao đột nhiên muốn hôn cậu. Tôi cũng vậy, đột nhiên muốn hôn một chút. Tôi cũng vậy.
A001, mời đến quầy A. Xin chào. Đến đây, đến đây. Cô ơi, gọi tôi trước. Không phải, gọi tôi trước. Tôi là 001. 001. Tôi mới là 001. Của cô là B001. Tư vấn ở quầy phía sau. Tôi là A. Quầy này là sửa chữa. Phải đó thưa cô, quầy B ở phía sau. Thì ra có khách. Cô ơi, mời qua bên này. Thật ngại quá. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có thể giúp gì được cho cô? Là thế này. Điện thoại của tôi bị trôi nước. Trôi nước à? Mở máy không được à? Alo. Alo, nó 6 giờ đến mà. Sao trễ vậy? Tôi đã nói là tôi đi sửa điện thoại mà. Đến mau đi, tôi và Johnny đều đưa bằng cái mới đến. Mau đến nhanh đó. Được được. Còn mà nói tiếp nữa thì tôi càng trễ hơn. Vậy nhé, bye bye. Không phải, nó kêu tôi. Tôi là 001. Tôi là Iker, người máy thông minh mới nhất. Mã số máy IG 2017001. Trí nhớ thì có thể xóa được, nhưng kỷ niệm thì không thể nào xóa bỏ được. Một đâu hả? 001 đó. 001 phải. Cô ấy đi rồi à? Chào anh. Cô ơi, cô đừng vội. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô? Lúc nãy tôi đến đây sửa điện thoại. Chân điện thoại của tôi là màu trắng, nhưng nhận lại thì thành màu đen. Anh có thể giúp tôi xem lại không? Chân 001, anh tìm thấy em rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Anh làm gì vậy? Đưa cho cô thôi. Tôi có người bạn rất giống cô. Lúc nãy tôi cứ tưởng cô là cô ấy. Chiêu này của anh cũ quá rồi. Còn chiêu này cũ hơn nữa. Cô có thể cho tôi số điện thoại không? Xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ quen thôi. Cậu đến trễ rồi, phạt cậu không được ăn. Của Johnny đây, cảm ơn. Không sao đâu, nếu em cũng muốn ăn thì sao? Lát nữa anh sẽ mua cho em ăn. Xin chào. À đúng rồi, đây là bạn gái mới của tôi. Chào, tôi là Mễ Chi Ly. Ôm thoải mái lắm. Anh nói anh. Này, còn cậu, bạn gái tôi. Chào, tôi là Linh Nhi. Vậy còn cô ấy là... Cô ngốc này à? Phải. Để tôi giới thiệu. Bạn gái mới của tôi, Lăng Linh Nhất. Xin chào. Chào cô, Lăng Linh Nhất. À Phong có nhắc với tôi hai anh là bạn tốt của anh ấy. Vậy sao? Anh em tốt. Vậy hôm nay là ai mua vé xem phim này vậy? Là tôi mua. Phim gì thế?